Không trở ngại thải điều mang tai biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt, dạ cảm ơn Nguyên Sư cho được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học online bằng ngữ Bali theo giác đẳng biên soạn bài 23 kinh văn Đức Phật là người chỉ đường dẫn lối, học Phạn ngữ chỉ định cách, sẽ do Ngài Tệ Siêu giảng dạy. Dạ trước khi con thỉnh Ngài Tệ Siêu lên giảng dạy bài học này, con xin phép với Ngài, con cung thỉnh Thượng đẳng để Thượng tọa giác đẳng có vài lời để bàn với Ngài chương trình học sắp tới ạ. Dạ con xin thay mặt đại chúng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng tọa giác đẳng từ bi Ngài dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến Thượng tọa giác đẳng ạ. Một bậc thầy ạ, kính lễ chư tôn trời siêu, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Xin được hỏi là chư tôn trời siêu có ở trước máy và chư tôn có nghe được không? Nếu chư tôn trời siêu nghe được, xin chư tôn con kính chịu biết. Chư Phật, thưa quý Phật tử, bài học của chúng ta cho đến nay trong giáo trình Phạm Ngữ Pali đã tới bài số 23. Chúng tôi cũng phải thú nhận mà nói rằng đây là một giáo trình mà phải đắn đo rất là nhiều. Cho dù đã 23 bài học nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có một cái phương cách giảng dạy gọi là đến cái mức độ gọi là hoàn toàn vừa lòng để có thể giữ nguyên một cái cách dạy cho những bài học sắp tới. Lý do rất là đơn giản, đó là chúng ta thấy cho đến giờ này khi mà học Phạn ngữ thì chúng ta cần làm bài tập, mà làm bài tập thì cái số Phật tử có thể tham gia được rất là ít, quá ít. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì chúng tôi hiểu là khi học Phạn ngữ đòi hỏi giống như tất cả ngôn ngữ đồng vậy, không phải riêng về Phạn ngữ, chúng ta cần có cái sự tương tác giữa người học với người dạy, và chỉ có một hai người là bài thì là bài tập đó, thì thường tôi siêu lâu ngày thường cũng không có cảm hứng để mà dạy. Và quả thật thì môn này cần chúng ta nhớ nhiều. Khi mà chúng tôi còn đi học, mỗi một ngày có thể học là 20 danh từ, 10 động từ, rồi tức là phần từ vựng người học cũng mỗi ngày một thêm. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi hiểu rằng không có cách gì ở trong cái thời gian ngắn ngủi mà quý Phật tử có thể học như vậy. Vì vậy chúng tôi cũng nhận ra một số cái trở ngại khác là Thượng tọa Trời Siêu là người rất là kỹ tính ở trong phần giảng giải. Thành ra mỗi khi mà những cái từ vựng Bali mà dịch sang tiếng Việt đó, thì nếu mà chúng tôi là người dịch theo bị khác dịch đó, thì Thượng tọa cũng phải sửa lại rất là nhiều theo cái cách dịch của Thượng tọa. Và vì điều này đôi khi chúng ta cũng mất rất là nhiều thời giờ. Dạ, mất rất là nhiều thời giờ, tức là vừa giảng bài và phải sửa cái giáo trình.
Vì vậy sau nhiều lần đắn đo đó, thì đây là một số cái đề nghị mà muốn đề nghị thượng tọa tự sư để thể thử xem hôm nay thượng tọa có đồng thuận hay không và quý phật tử đồng thuận hay không. Thứ nhất á, là để thượng tọa tự sư có thể dễ dàng đi qua nhanh các cái từ vựng thì sẽ chỉ dùng những cái từ vựng mà thượng tọa đã dịch đã chuẩn bị ở trong quyển Pali Đàm Hàm Thụ và Pali Hàm Thụ để lấy từ đó ra, tức là chỉ dịch thượng tọa. Thì bởi vì thượng tọa là người soạn cái đó, đó nên mọi việc nó lại nhanh chóng hơn. Chỉ có điều là ở trong Pali Hàm Thụ thì nó là một quyển sách mang cái cách là khảo cứu và do vậy nó khác với cái bài học mà chúng ta học từ ở đây. Giờ đó bài học ở đây chúng ta học ngắn thôi, không có nhiều. Dạ, chúng ta không có dài trong từng bài. Thẳng ra trong quyển Pali Hàm Thụ thì cũng không có phân từng bài rõ ràng mà phân theo cái như một quyển sách để giải văn phạm vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta tích ra ở trong quyển Pali Hàm Thụ. Và điều thứ hai đó là ở trong mỗi một bài học thì chúng ta sẽ có đi qua một phần bài ôn. Bài ôn là chúng ta nhắc lại. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta học về chỉ định cách, nhưng mà những lần trước thì chúng ta có học về chủ cách đối, thì chúng ta có phần ôn lại. Thì ôn ngắn thôi, tùy ý thượng tọa và quý Phật tử sẽ chỉ có phần bài ôn đó. Là vì thế này đó, là nếu không có nhắc lại bài ôn, có nhiều khi quý Phật tử làm bài quý vị quên đi. Mà thật ra bài ôn thì cũng không có nhiều. Dạ, thí dụ từ tuần này chúng ta học về động cơ thời quá khứ thì chúng ta sẽ nhắc lại một phần trước kia về cũng chia động cơ. Từ kỳ này chúng ta học về danh từ, chúng ta cũng nhắc một số văn phạm liên quan đến danh từ trước kia. Đó là bài ôn. Rồi bên cạnh bài ôn thì thưa quý vị, chúng ta có một cái giới hạn. Thật ra thì đang bắt đầu dần dà chuẩn bị một cái danh sách từ vựng không có nhiều, như là quý vị thấy rằng trong cái bài học này từ đây cho đến bài 30 thì chúng ta xào nấu trên dưới khoảng chừng 100 từ vựng, ở trong đó có danh từ và động từ. Những từ vựng này tương đối rất là quen thuộc và xài nhiều, chừng đó mà giống như mình khéo nấu ăn thì không cần nhiều, nhưng mà chừng đó nguyên liệu chúng ta có thể nấu được một số các cái món ăn chính được. Đề nghị là không có học từ vựng nhiều mà chỉ một cái bản từ vựng đó mình xào đi xào lại làm xong sử dụng để làm bài tập. Đó là cái bản từ vựng. Thì ngoài cái bài ôn là ôn được cái cũ, bài tập thì dĩ nhiên là chúng ta có bài học. Và trong phần học này thì cũng lấy từ quyển văn phạm Bali Bali Hàm Thụ của thượng tọa Tự Siêu, nhưng mà cũng cắt ngắn thôi, không có nhiều. Điều mà rất là ngại đó là khi mà chúng ta đi vào một cái môn học tương đối là khô khan mà quý vị cần trí nhớ nhiều, mà cái vị thầy phải làm hết mọi việc, và vị thầy phải làm hết, chúng tôi hoàn toàn cảm thông về điểm này. Tại vì cho đến nay thú thật mà nói đó, thì đối với cái nhìn của chúng tôi đó là dạy phản ngữ ở trên online đó, như là trong lớp Phật pháp của Trần mà nó còn khó hơn dạy thống pháp nữa. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi quý Phật tử phải nhớ lại rất nhiều. Mà mỗi lần mà thượng tọa siêu đưa ra những câu bài tập mà quý vị không làm được, không hay là không có nhiều người làm, thì thượng tọa gọi là đã tự biên rồi, phải tự diễn, tức là vừa dạy rồi vừa làm bài tập luôn tất cả mọi thứ. Để thật sự dạy lâu thì nó cũng nản. Và riêng về phần bài tập đó, thì chúng tôi đề nghị quý vị là chúng tôi sẽ đề nghị thượng tọa tự siêu không có làm bài tập liền, mà tuần này thí dụ như hôm nay để coi quý vị học xong ra sao, thì trong lúc quý vị học chúng tôi sẽ đưa bài tập và quý vị về thì tuần tới chúng ta trở lại, chúng ta ôn và chúng ta làm lại. Quý vị để ý thấy rằng trong những lớp học sinh ngữ, cái chuyện bài ôn rất là quan trọng. Bài ôn là cái gì? Nhắc đi nhắc lại. Rồi bài tập cũng rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có bài ôn, không có bài tập thì thật ra học một cái ngôn ngữ khó lắm. Ở đây ai học cũng phải vậy. Chúng ta học kinh thì
bữa nào nghe giảng bữa đó, không cần nhớ, không cần biết bài học trước và cũng không cần quan tâm đến bài học sau. Nhưng mà trong lớp sinh ngữ thì cần như vậy. Thì mình thử thôi. Dạ, bằng mọi cách chúng ta phải làm được. Nhưng mà thử cách này không được, chúng ta làm cách khác và mình cải thiện từ từ. Nói một cách tóm tắt lại là thứ nhất á, là để đỡ mất thì giờ thì chúng tôi sẽ sử dụng cái quyển Pali đạp thoại của Thượng tọa Tự Siêu về phương diện văn phạm cũng giống như là từ vựng, và đặc biệt là chúng tôi chỉ sắp xếp lại và cho nó ngắn lại thôi, một phần một lần chúng ta trích một đoạn, tại vì Thượng tọa Tự Siêu là người giảng mà lấy như vậy đó, Thượng tọa Tự Siêu cũng sẽ dễ giảng hơn. Và điểm kế tiếp mà chúng tôi nhắc lại đó là chúng ta sẽ chịu khó xào tới xào lui một số các cái từ vựng căn bản, danh từ và động từ. Nếu mà quý vị học khoảng một năm mà quý vị nhớ được khoảng chừng 300 từ vựng ở đây thì kể ra mình cũng từ từ mình quen rồi. Giờ mình quen, càng ngày mình đọc mình càng quen nhiều hơn, tại nhất là những cái từ vựng chuyên môn Phật học đó mà quý Phật tử mà quen cảm thấy rất là thú vị. Và trong mỗi bài học đó thì chúng ta luôn luôn có bài ôn được cái cũ và có cái bài bài học trong ngày, bài học trong tuần, và đồng thời chúng ta có bài đọc để đi tới chúng ta về chúng ta làm. Thì đây là những điều mà muốn trình với Thượng tọa Tự Siêu và cũng muốn nói Phật tử bây giờ thì để thỉnh ý kiến Thượng tọa Tự Siêu. Và sau khi Thượng tọa đã cho biết ý kiến Thượng tọa rồi, nếu không có gì khác hơn mà quý Phật tử và cả Thượng tọa Tự Siêu và quý Phật tử không có điều gì khác hơn thì sẽ thỉnh Thượng tọa Tự Siêu giảng luôn vào trong cái bài học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tự Siêu. Năm mươi bảy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, về vấn đề giáo trình dạy phản ứng Pali, nếu không nói thì cho trôi qua, nếu như Thượng tọa Giới Đẳng đã nói, đã hỏi thì chúng tôi cũng xin thưa một vài vấn đề và cách suy nghĩ của chúng tôi mỗi lần mà mỗi tuần vào cái ngày dạy giáo trình phản ứng Pali, chúng tôi đều có sự trăn trở suy nghĩ. Ở đây thưa quý vị, đã từ lâu rồi chúng ta đã học đến bài 23, nhưng mà chúng tôi có cảm giác là khi mà dạy như thế này thì chúng tôi dạy rất là rời rạc. Lý do học đoạn kinh văn với ngữ nghĩa của ngày hôm đó là một chuyện, mà văn phạm của ngày hôm đó là một chuyện khác nữa. Cho nên hay một ngày, trong một ngày học cũng không có liên quan gì với nhau cả, không có liên quan gì với nhau hết. Có hôm mà chúng tôi giảng văn phạm, khi giảng văn phạm xong rồi kể như là đóng cửa lại,
đi qua cái phòng khác để giới thiệu cho quý vị một cái đoạn kinh văn mà ngày hôm đó là học. Cứ như thế thì không bao giờ mà chúng ta dỗi, không bao giờ chúng ta dỗi được. Vì vậy cho nên ở đây đó, chúng tôi lại có một cái suy nghĩ mà không biết là cái này có thể thực hiện được không, và Thượng Tọa Giáo Đoàn có đồng thuận hay không, là chúng ta vẫn học kinh văn nhưng mà học từ vựng đó. Thì chúng ta sẽ lấy từ vựng ở trong ngay kinh văn đó và chúng ta học. Thí dụ bài học ngày hôm nay kinh văn Ê quăng, Ê quát, Brahmana, Tinh thần tí. Chúng ta chưa có, chúng ta tách ra vậy. Tinh thần tí quá là tinh thần tí. Niết bàn á, Niết bàn á, Gami, Mặc gác. Chúng ta lấy từ vựng nguyên như vậy, chúng ta không có trích từ ra để mà chúng ta nói ý nghĩa như trước đây, mà chúng ta lấy từ ra để học từ thôi. Rồi khi học từ đó, học từ như vậy thì đến lúc mà giảng dạy đó, thì chúng tôi sẽ nói cái từ mắt gác. Chúng ta ở trong bảng từ vựng chữ mắt gác, tại sao ở đây là mắt vô? Rồi thứ ca tí, tại sao ở đây có là cái tha miết, a hăng, là dân xưng đầy danh từ như thế nào, sma đã về tốt là danh từ, nó xuất phát từ cái động từ nào đó mà chia theo chủ ngữ là sma đã về ta chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta học từ vựng là chúng ta học như vậy, học theo kiểu là miệng liền, tức là chúng ta học từ vựng của bài học, của cái bài kinh văn, của cái bài đọc, học từ vựng của bài đọc. Từ vựng đó không phải là chúng ta trích từ mà chúng ta nói chuyện. Thì chúng ta học một ngày như vậy đó, tùy theo cái đoạn kinh mà Thượng Tọa Giáo Đoàn cho dài hay là ngắn thì chúng ta sẽ học từ nhiều hay là ít. Hoặc là một cách nữa là ở trong bài học ngày hôm nay có bao nhiêu danh từ nêu ra, rồi có bao nhiêu tỉnh từ nêu ra, có bao nhiêu đại danh từ nêu ra, có bao nhiêu động từ nêu ra, cho quý vị học hết cái đó đi, rồi mới bắt đầu chúng ta học. Thì khi mà giảng giải như vậy ra thì các Phật tử chúng ta đó, có lẽ là ở đây chúng tôi đề nghị là để một cái đoạn kinh văn bằng tiếng Pali. Tại vì các Phật tử chúng ta nếu mà có bài sẵn mà có đoạn Pali mà có đoạn nghĩa Việt nữa đó thì chúng ta không thể nào chúng ta dịch được. Do đó cái điều thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây là cái bài học chỉ là một đoạn Pali, một bài Pali thôi. Rồi trong cái bài Pali đó, khi mà chúng tôi dạy đó, thì chúng tôi sẽ trình bày về ngữ nghĩa và dịch cho quý vị.
Rồi quý vị nghe, tất nhiên là nghe xong rồi quý vị muốn ghi chép thì ghi, nhưng mà chúng tôi không có đọc cho quý vị ghi, quý vị chỉ nhớ nghĩa từ và nhớ cách vậy. Rồi qua tuần sau đó, trước khi chúng ta học bài mới, chúng ta đưa cái đoạn Bali ra từng câu thì các Phật tử chúng ta sẽ y cứ vào từ vựng và ngữ pháp để mình chúng ta dịch cái đoạn đó, dịch cái câu đó ra, dịch hết câu này ra câu khác. cái cách học đó đó thưa quý vị chắc chắn là khó đó, nhưng mà học như vậy thì nó trực tiếp có nghĩa là chúng ta ứng dụng liền với cái bài đọc của chúng ta, ứng dụng liền với bài đọc của chúng ta. Thì cái này cũng là một ý kiến của chúng tôi thôi, nhưng mà cái chuyện này chắc có lẽ là chúng ta chưa có học được bây giờ, ít nhất là quý vị cũng phải đi qua căn bản về ngữ pháp, về văn phạm. Và văn phạm cứ mỗi một tuần chúng ta chỉ học có một ngữ cách, mà ngữ cách lại chia quá hạn chế cho một danh từ năm tánh vị ngữ ác thôi, 13 cái vị ngữ mà chúng ta học có vị ngữ ác, 8 ngữ cách của vị ngữ ác, 8 cách của vị ngữ ác, 5 tánh. Thì như vậy 8 lần 13 là quý vị biết là bao nhiêu rồi, là 110 14 114 114 114 cách. 114 cách đó là chúng ta có 114 bài đấy thưa quý vị. Chúng ta phải học 114 bài mới được. Quý vị thấy học rất là chậm. Thay vì chúng ta chỉ học có 18 bản chia, tức là 18 bài thôi, 13 bài thôi, 5, 10, 13, 5 vị ngữ, 5 tánh, 5 vị ngữ, nữ tánh và năm danh và ba danh từ vị ngữ, danh từ trung tánh. Thì như vậy chúng ta chỉ học 13 bài là chúng ta thấy cơ bản rồi. Cái đó là chúng ta chưa nói đến những cái từ mà dị biệt ngữ, là nó cách có cách chia riêng á. Khi chúng ta học trung kinh văn thì đương nhiên chúng ta phải gặp dị biệt ngữ, chẳng hạn như ở trong bài học ngày hôm nay có chữ sama dabeta titha mahang Samadabeta. Samadabeta là dị biệt ngữ à. Mặc dù nó là Samadabetu, nhưng mà chúng ta không phải chia theo cái cách của biệt ngữ Úc bình thường, mà chúng ta phải chia theo, chúng ta chia theo biệt ngữ Úc, dị biệt ngữ nó xuất phát từ cái động từ. Chà, cái này cũng hơi rắc rối. Giờ không biết sao đây nữa. Thì chúng tôi thượng tọa giác đẳng có hỏi thì chúng tôi ý kiến như vậy đó, chúng tôi ý kiến vậy thôi, chứ còn bây giờ thì chúng ta cũng chưa có gì được, không biết là ý kiến thượng tọa giác đẳng như thế nào. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thực kính thưa thọ tề siêu, thưa quý vị, chúng tôi có nói rằng ở trong lớp dạy phản ngữ đấy thì chúng tôi có một cùng là một việc riêng và thượng tọa không việc thượng tọa tề siêu là việc riêng. Một người sẽ đập ga, người là phải đập thắng, tại đôi khi cái người đập ga với người đập thắng nói có cùng ngôn ngữ với nhau. Thì tọa nói tiếng Bali, chúng tôi nói tiếng Bốn Ly, thật ra hai bên không. Nhưng mà chúng ta phải chúng ta phải cố gắng để cải thiện cái cách mà thượng tọa từ siêu vừa đề cập đó. Thành ra đó là một cách dạy truyền thống, mà nếu mà quý vị vào chùa tu á, vào chùa tu mà nhất là ở các xứ Phật giáo đó, thì
nó thắng vào trong văn bản. Dạ, ví dụ như người Campuchia họ có lớp học Thammapot, tức là học học kinh pháp cú. Vô đầu thì vô đầu là học kinh pháp cú liền. Dạ, Manu Pangama Thamma Manu Sattha Manu Maya, rồi Manu là gì, Bút Băng là gì, họ đọc từng chữ, từ cái chữ trước. Dạ, rồi trong cái chữ đó đó nói cái nghĩa mà bắt đầu thì mình chỉ nhớ thôi. Nhưng mà mình càng học thì vị thầy mới nói là tại sao không gọi là Mana mà gọi là Mano, hay không gọi là Manang mà Mano. Thì vị đi giải từ từ, tức là chúng ta ưu tiên về kinh văn trước. Dạ, rồi mới giảng về văn phạm sau. Đó là tương đối truyền thống. Và thượng tọa muốn chúng ta thử học cách này. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng cái cách học đó đó là quý vị nghe từ tổng tiên siêu giảng được, nhưng mà làm bài tập thì quý vị không làm bài tập được. Tại vì thật ra để mà học cái kiểu mà đọc vào trong kinh văn mà phân tích ra đó, thì thường là dạy cho các lớp luyện dịch. Mà những người học lớp luyện dịch đó thì họ có cái căn bản về văn phạm rồi. Thật ra nếu mà từ tổng tiên siêu và quý vị muốn mình học chữ đó cũng được. Tức là học cái cách đó thì từ tổng tiên siêu sẽ có nhiều cảm hứng hơn. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có phần kinh văn và thiên tọa nói tới đâu thì chúng ta có phần chú từ vựng và văn phạm tới đó. Yeah. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng cái cách này nó rất là tốt cho vị giảng sư, tại vì mình thấy nó có liên hệ giữa cái kinh văn và cái cách phân tích văn phạm. Nhưng mà cách này nó có một vấn đề, đó là khi mà chúng ta đi vào trong văn phạm của kinh văn thì thật ra quý vị chưa sẵn sàng. Nhà chúng tôi nói thì có nhiều khi sự tọa được siêu phân tích về văn phạm thì quý vị Phật tử chỉ nghe thôi, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng quý Phật tử rất là khó theo. Thì cái đó là cái mà chúng tôi quan tâm. Và một điểm nữa đó là thì là từ siêu có đề cập đến ví dụ như là những cái phần căn bản chúng ta chỉ cần học khoảng 13 bài chẳng hạn. Thí dụ như chúng ta nói về 8 cái biến cách của danh từ hay cách chia của động từ, thì thật sự chúng ta cũng thể làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi e là quý vị nhớ không nổi. Dạ, nhớ không nổi. Như chúng tôi cố gắng đang tìm một cái giáo trình mà nó tốt á, để quý vị được nhớ chúng tôi Bali thế nào là chủ cách, thế nào là đổi cách, thế nào là sử dụng cách, chỉ định cách, sở thuộc cách, định sở cách, hô cách, v.v. Thì khi mà quý vị làm quen đó, rồi chia động từ căn bản, rồi sau đó chúng ta mới học cái bản. Ví dụ như là mình chia biến cách theo biến ngữ Á, biến ngữ Ý, biến ngữ Ú chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta mới chia biến cách. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị quen thuộc, bởi vì quý vị chúng tôi cũng phải nói như vậy. Bây giờ về sẵn có từ tờ đại sư, chúng tôi nói luôn thường là chúng tôi không nói có từ tờ đại sư này. Giống như ông giáo sư đại học bắt dạy lớp mẫu giáo, dạy lớp một đôi khi nó khó thầy nó nặng lắm. Lẽ ra mấy cái dạy học này là từ tờ từ siêu chỉ định cho một người học trò nào đó giảng. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy là dạy tiểu học nó cũng khó chứ không phải là không khó đâu, bởi vì người ta mới mướn giáo sư, mướn thầy giáo cô giáo dạy tiểu học riêng. Tại vì có thể là nó không có cao siêu, nó không có trình độ cao, nhưng mà bắt vì giáo sư đại học xuống dạy đôi lớp tiểu học thì đôi khi nó hơi khó. Thì ở đây là cái mà chúng tôi cố gắng, cái mà chúng tôi có nghiêm hòa mà thực sự nó gây go lắm. Dạ, gây go lắm, bởi vì ví dụ như vậy là nếu mà chúng tôi đưa phần kinh văn mà chú thích như lúc ban đầu á, về chú thích về từ vựng và từ tổ suy giảng văn phạm á, thì chúng tôi biết là ở đây chúng tôi rất xin lỗi, cái đó chỉ là có lợi cho chuyên vị giảng sư, cho những vị có căn bản về Pali ấy. Nghe chúng tôi tiên siêu nói thì nó thật lắm. Tại vì sao? Khi sư tọa chia sẻ ra về cách dịch điện đó, nó rất là thú vị. Sư tọa là người có cái kinh nghiệm trong việc thú vị. Nhưng mà với Phật tử thì quý vị theo nó gây go lắm, gây khó. Tại vì sao? Vì quý vị chưa có căn bản về văn phạm. Thành ra về điểm này đó thì chúng ta cứ lựa chọn đi. Dạ, cái lựa chọn chúng tôi cố gắng bằng mọi cách để làm thế nào mà cả trường tổ tự siêu và quý phụ tử đều có thể cảm thấy thoải mái.
Và chú tự phải nói rằng cái việc mà chúng ta đang làm nó nằm ở trong thế là trên đè dưới búa. Tức là chúng ta làm sáng nào đó mà chúng ta chỉ có cảm hứng và bị giảng dạy. Và quý vị có thể bắt kịp theo nữa. Chỉ có nó không có đơn giản. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử hai cách. Một đó là chúng ta học từ cách tiềm tiến, học cách chậm. Chậm lại có nghĩa là một lần học một ít thôi. Và chúng ta xem như cái phần kinh văn á, là cái phần bonus. Chúng tôi gọi là bonus là tại sao? Là tại vì thay vì giảng văn phạm nó khô khan quá, có phần kinh văn thì vì giống như là một người mà đang học về nhạc lý, nhưng mà chính thọ mỗi ngày ngoài nhạc lý ra cũng nghe cho được nghe vài bản nhạc cổ điển hay nhạc gì nó hay vậy đó, thì chúng ta nghe nói chuyện trên đời. Nhưng mà chúng tôi cũng thưa rằng cái phần mà phân tích từ vựng ở trong kinh văn á là phân tích để truyền đạo từ siêu cảm thấy thoải mái thôi. Chứ thật sự chúng tôi không nghĩ rằng phần phân tích văn phạm đó quý vị có thể học cho kịp đâu, nó còn mới lắm. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta nên có hai cái sự lựa chọn. Một á là chúng ta lấy phần kinh văn làm căn bản, tức là mỗi một tuần chúng tôi có cái phần kinh văn và có phần chú từ vựng của kinh văn, đó là căn bản. Và quý vị học được bao nhiêu thì học. Về cách này nó có cái hay á, là mình thấy nó có liên quan. Bây giờ người Việt Nam hay dùng chữ liên quan á, hay là liên hệ với nhau. À, bữa nay văn phạm và kinh văn liên hệ. Nhưng mà cái dở, không phải cái dở mà cái nhược điểm đó là khi mà phân tích kinh văn á, thì thật ra cái nó đòi hỏi cái trình độ văn phạm tương đối khá. Nghe mới thích. Còn quý vị mới học mà thật ra phân tích cái đó thì nó hơi nặng cho quý vị. Và khi mà chúng ta học chỉ học thuần về kinh văn thì chúng ta không làm bài tập được. Còn điểm thứ hai á, là chúng ta bắt đầu bằng cách tiềm tiến, nghĩa là xem kinh văn chỉ là phần bonus, chỉ là cái phần giảng thêm. Thật ra mà nói đó, cái phần kinh văn được đưa vào á, là để cho sự tập từ siêu giảng đừng có ngán. Chứ đúng ra đó thì phần kinh văn quý vị chỉ có thể học bằng nghĩa lý thôi, chứ học về văn phạm và từ vựng thì nó hơi cao á, nó chưa sẵn sàng. Thì điều này tùy thôi. Nếu mà từ tọa từ siêu và quý Phật tử lựa chọn lấy kinh văn làm chính á, thì tuần tới chúng ta sẽ đi vào kinh văn. Còn nếu mà quý ngài và quý vị cảm thấy rằng cần đi vào cái văn phạm căn bản đó, thì chúng ta đi vào căn bản. Nhưng mà cũng xin thưa rằng một tuần á, mà quý vị học nhiều quá, quý vị học sẽ hơi khó. Ví dụ hôm nay quý vị thấy chúng tôi soạn chỉ định cách thôi, nhưng mà chưa chắc quý Phật tử ra chớ. Giờ chúng tôi muốn là một cái gì đó chúng tôi chỉ gieo vào trong đó. Nếu dạy một lần 8 cách thì thật ra quý vị hơi khó nhớ một chút. Dù sao đi nữa thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta đang làm một công việc là tìm cho ra một cách chắc chắn là chúng ta làm được, tìm cách nào đó để giảng dạy, để hướng dẫn phản ngữ ở lớp cho họ, giáo trình phản ngữ qua PowerPoint. Và chúng tôi có nói với quý vị là chúng tôi từ siêu là công việc đọc thắng ấy, đọc ra, còn chúng tôi là công việc đọc thắng. Đôi khi có hai cái cách trình bày khác nhau, nhưng mà tất cả đều mong muốn rằng quý Phật tử tìm thấy được một cái lợi ích thực sự. Dạ, lợi ích thực sự trong 2 giờ đồng hồ mà chúng ta dành cho cái giáo trình phản ngữ. Bây giờ thì có lẽ xin thỉnh từ tọa từ siêu Hoa Kỳ trở lại để coi từ tọa và quý Phật tử. Từ tọa quyết định rồi, quý từ tọa cũng quan nghĩ cho từ quý Phật tử một vài cái ý kiến thử xem mình chọn cách nào. Tức là hiện tại bây giờ chúng ta có hai cách. Một là chúng ta lấy kinh văn là phần trên chính của giáo trình phản ngữ, giống như từ đầu á, là mô trong đầu là phần đầu là chúng ta chú chữ thôi. Hai đó là chúng ta học theo cách văn phạm tiệm tiến, tức là học từng phần từ phần của ưu tiên là bài học văn phạm. Kinh văn chỉ là học để cho nó được thoải mái ở trong cái giờ phản ngữ không có quá khô khan được. Thì xin kính cung thỉnh sư tổ Hoa Kỳ trở lại. Xin cảm ơn thượng tọa Diễn Đạt. Thưa quý vị, vậy thì bàn tính tới lui cuối cùng thì chúng ta cũng chưa có
để hướng là để nhỏ ngủ. Thôi thì bây giờ cứ theo cách của từng đội đã nói đó, thì cái bài kinh văn cũng như là cái bài học thêm. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ khi mà đi học, học tiểu học á, trong cái giờ học á, học những cái công thức hay là học viết chữ thì vân vân, học chán lắm. Đến chừng gần hết cái giờ học á, thì ông thầy hay là cô giáo mới kể chuyện, cái chuyện cổ tích cho học trò nghe. Thì những cái câu chuyện cổ tích đó chúng tôi nhớ như in, nhớ tới bây giờ. Thì vì hoặc là có đôi khi họ hát những cái bài hát, những bài hát dân quê chẳng hạn, tình quê rồi đó, họ làm cho cái buổi học nó bớt căng thẳng, cảm thấy nó thích thú. Cũng vậy, khi mà chúng ta học này thôi thì bây giờ nếu mà đi thẳng vào phân tích văn phạm của kinh văn thì chắc có lẽ quý vị chúng ta bản chưa có căn bản về ngữ pháp thì chúng ta sẽ nuốt không có trôi. Với hơi nữa nó có những cái từ mà cái này nó một lòng phải học văn phạm, như là những cái từ hợp thể, những cái từ hợp thể không phải là từ đơn. Những cái từ hợp thể đó thì phải đến trung cấp Pali á, khi mà quý vị lên tới trung cấp Pali thì quý vị mới có thể hiểu được, mới có thể hiểu được những cái từ đó, những cái cách đó. Thì thôi bây giờ chúng ta cứ học cái bình thường. Tuy nhiên ở đây hôm rày chúng tôi cũng quên chú ý xem coi xong cái giờ Pali á, học Pali chúng ta thì ở đây thượng tọa Giáo Đẳng hay là chư tôn đức ở trong rừng có hướng dẫn cho Phật tử đọc cái đoạn kinh đó hay không? Để chúng ta học 23 bài rồi mà bây giờ khi mà đưa lên một đoạn kinh mà Phật tử trong lớp, học viên trong lớp lại không biết đọc tiếng Pali thì đó cũng là một chuyện rất buồn. Bởi vì chúng ta không hiểu văn phạm, nhưng mà ít ra chúng ta nhìn cái đoạn kinh đó thì chúng ta cũng phải đọc được. E quá mi quá khô Brahmana tít thật tê quá nipa năng tít thật tí nipa naka mi mắc gô tít tha mà hăng sama đắp bê ta. Chúng ta phải biết đọc như vậy đó. Công vị này và là mô, trong khi có mặt nếp bàn, trong khi có mặt con đường đi đến nếp bàn, và trong khi có mặt ta là bậc chỉ đường. Athachapana manasavaka maya evam ovadi yamana evam anusti yamana apekache achantang nithang nipanang arathenti ekache narathenti. Nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Eta yahang brahmana karomi. Ở đây này bà la môn, ta làm được gì mà gắt khai di hằng
Brahmana Tathagata Như Lai chỉ là người chỉ đường. Thì như vậy đó, từng câu từng câu. Thì bây giờ làm sao mà Phật tử chúng ta nhìn cái bản kinh đó mà chúng ta đọc được mà đọc cho nó trúng á? Thì như vậy lâu ngày chúng ta nhìn mặt chữ Pali chúng ta đọc được thì cũng hay, thưa quý vị. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi nghe giảng thì thôi, để chúng tôi gom lại tới cái ngày thứ sáu chúng tôi giảng trung bộ kinh. Cái giờ này gọi là giờ giảng trung bộ kinh. Bây giờ quý vị phải học, phải đọc nhiều nhuyễn, tập là quen đọc mặt chữ. Thì như vậy đó là cái yêu cầu tối thiểu trong cái buổi học giáo trình phần ngữ Pali. Bây giờ chúng ta đã đi qua 45 phút rồi, bây giờ chúng tôi sẽ không biết thường tôi cho đóng khi nãy có nói là để hỏi ý kiến của một vài Phật tử học viên đại diện, xem tụi quý vị có ý kiến như thế nào trong cái việc học này. Xin mời quý vị xin tỉnh thường tòa giám đẳng điều học. Anh nói đi, thì tôi thì sẽ nghe cho buồn. Nhưng mà mình hơn 20 bài học rồi mà chưa biết đọc, chưa biết viết, không biết, chưa biết dịch. Và cũng không có ý kiến được thì buồn lắm. Bây giờ chỉ cho chúng ta biết rằng, thứ nhất á, là chúng ta nên lấy giáo trình là lấy cái học kinh văn là bậc chính. Văn phạm thì hiểu được bao nhiêu thì hay bao nhiêu thật. Tức là mình lấy đọc kinh văn, rồi mình phân tích văn phạm, từ ngữ, từ vựng văn phạm. Thì giờ mời của Nhật Bình, giờ mời của Nhật Bình, quý vị có lấy phần đó hay không? Hay là chúng ta vẫn học như bài, của những bài vừa qua? Xin mời của Nhật Bình. Dạ, con kính lễ với ngài, kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch ngài Tế Siêu và cùng chư tăng đức. Theo con thấy là vì ngài đã bỏ rất là nhiều công sức để mong muốn chúng con là học được, hiểu được và cũng như đọc được. Nhưng theo bản thân con và con nhìn chung trong đạo tràng thì coi như là qua 22 tại rồi, nhưng thật sự chúng con chưa có thu thập được gì hết. Ví dụ như ý kiến con, ví dụ như bây giờ một ngày này đưa cái bản kinh văn này lên thì quý ngài giảng, quý ngài đọc, ngài giảng cho chúng con nghe, thì sau đó thì để ngài Tế Siêu nghỉ ngơi, thì con mong muốn thỉnh tọa giác đẳng cũng như chư tôn đức trong đạo tràng đọc lại và cho chúng con năm ba đứa gì đó có thể đọc lại, để có sai chỗ nào thì ngài quý ngài chỉ dẫn là chữ này đọc như vậy mới đúng, chữ kia đọc như vậy mới đúng, thì chúng con có thể thu thập được. Và sau đó khi chúng con đọc được rồi thì có thể qua ngày sau có thể học lại bài đó, nhưng mà bắt đầu phân tích từ vựng, thì phân tích từ từ. Thì trong đạo tràng chúng con cũng có thể có người chắc theo lời dạy của quý ngài để đưa lên trên đạo tràng, thì lúc đó Phật tử người ta sẽ nhìn theo đó, người ta sẽ ghi bài lại. Tại vì theo con phục vụ trong đạo tràng thì con biết được một điều là đa số phần đông Phật tử vào đây nghe thì nghe, nhưng mà về trình độ máy móc cũng như gõ chữ thì rất là chậm, không thể nào mà
Ví dụ như ngài hỏi câu đó là chữ này là A hay B, nói bao nhiêu đó thôi cũng chắc lên không kịp nữa, đừng nói tới là phải phân tích từ vựng. Thì như vậy thì chúng con không trả lời được thì quý ngài sẽ rất là buồn, nghĩ rằng Phật tử không theo dõi, nhưng tại trình độ Phật tử không có đủ, không có đủ sức sử dụng máy móc, như là không có đủ sức để nghe. Bản thân con lấy từ bản thân con ra là như vậy, nên con chỉ nói cái ý kiến của con để quý ngài có thể tùy theo đó, để quý ngài có thể suy xét thêm và thêm nhiều ý kiến nữa, để quý ngài rút tỉa một cái kinh nghiệm giảng dạy, rồi quý ngài khỏe mà chúng con cũng thu thập được bài học. Dạ, con xin kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng. Con xin phép dẫn mít đến đạo tràng. Thưa quý vị, cô Nhật Quỳnh có hai ý kiến. Một đó là sau khi tòa thầy sư giảng thì tòa thầy đi nghỉ và chư tăng còn lại có thể cho quý Phật tử nhân thay phiên nhau đọc, và nếu có đọc gì sai thì sửa. Đó là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai đó là học chậm hơn nữa, tức là tuần là cũng đọc kinh văn đó, tuần niệm là học tuần sau mình chứng trọng được tăng nữ. Thì rất là cảm ơn cô Diệp Quỳnh, nhưng mà có một việc như vậy là đa phần á, những Phật tử mà cầm biết mà đọc á, thì những người đã biết đọc rồi, và những Phật tử mà cần được học thì mới bị là không cầm biết, nó có vấn đề như vậy. Và thứ nữa là nếu một đoạn kinh văn mà chỉ ba người đọc mà chưa đăng sửa thì có lẽ là nó sẽ chiếm rất nhiều thời giờ. Chúng ta chỉ có hai giờ đồng hồ cho chương trình mỗi ngày thôi. Và nếu mà mình học một đoạn kinh văn mà tuần này mình về học về cách đọc, tuần sau giảng về văn phạm mà vâng, thì thường thường thì sư sẽ mệt lắm. Bởi vì cái vị giảng sư đó mà cứ tuần nào lên cũng đọc cái kinh văn đó thì hoài cũng hơi nản đó. Thật ra quý vị thấy rằng chúng tôi cố gắng là thứ nhất là lấy bài của chúng ta từ siêu cắt nhỏ để quý vị học về văn phạm, và thứ hai nữa đó là phần kinh văn á, là một phần là cho quý Phật tử, phần kinh văn là phần cho vị giảng sư. Ví dụ chúng ta vào giảng văn phạm không thì hơi mệt, thành ra chúng ta có cái phần kinh văn giống như cho đỏ có thoải mái chút xíu. Thì phải nói là như chúng ta từ siêu mà giảng văn phạm ở đây chúng ta rất là nản, chúng tôi cũng phải thưa quý vị, tại vì mấy cái đó nó sơ đẳng quá, nhưng mà chúng ta phải dạy, mình chúng ta dạy mà nhiều quá thì quý Phật tử lại không có theo kịp, mà dễ có nản, thành ra thêm phần kinh văn để chúng ta giảng thoải mái hơn. Không biết là đó là ý kiến của cô Nhật Quỳnh, không biết là quý Phật tử có ý kiến gì khác nữa thì xin mời, và có vị nào có ý kiến gì nữa không thì xin mời. Đại đức Từ Tri, Đại đức Từ Tri có ý kiến gì về giáo trình này không? Đại đức Từ Tri có thể cho biết không? Ví dụ như là hay Đại đức Từ Tri nghĩ là nên quý vị nên học phần kinh văn là chính hay là phần văn phạm là chính? Ví dụ như vậy. Có sư phụ ở đây để điều trị không giống ý kiến rồi. Chúng tôi xin hỏi là một lần nữa là quý Phật tử có có ý kiến gì không? Chắc là hơn bây giờ. Bây giờ thì xin thưa. Sẽ đến từ đó tự siêu trở lại. Dạ, kính thưa thưa. Tôi về từ
thì từ trì sẽ có ý chí về thầy đất mặt mình. Nhưng không phải ở đây sẽ cái gì có ý kiến tự nhiên thoải mái, cũng giống như cô Nhật Quỳnh cũng có gan ra, cho nên cô cũng có ý kiến thêm phần thay đổi cho lớp học thôi. Còn cái việc mà đấy như thế nào thì cái đó chúng ta sau khi thượng tọa giới cảnh lấy ý kiến chung đúc kết lại thì thượng tọa sẽ là người quyết định đặt thắng, và chúng tôi sẽ là người quyết định đặt ra. Thì bây giờ quý vị là chiếc xe, thượng tọa giới cảnh đặt thắng cho nó chạy chậm lại, bớt lại, chúng tôi đạp ga cho chạy nhanh đi. Chiếc xe chắc cái quay tròn tròn đó. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta để hạ hồi cũng giải cũng chưa đi đến kết luận gì hết. Trước hết phần bài gồm phần văn phạm, rồi sau đó chúng ta bước qua cái phần tinh văn. Văn phạm hôm nay thì ít thôi thôi, xong rồi cô đang dùng việc cô Lân Nguyệt có ý kiến, xin mời cô Lân Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, dạ cùng đến đảnh lễ xin được trở thành cả tất cả quý vị hữu. Dạ con xin có ý kiến trong cái phần học Bali như vậy. Con nhớ hồi nhiều năm trước con có một thầy đang theo sư cô liệu pháp học Bali, thì cách dạy con thấy rằng những số người mà theo học thì cũng thu tập cũng khá tốt. Và con nghĩ bây giờ thì cái vấn đề mà dạy kinh văn ở trong cái lớp trong người như vậy thì cũng chỉ có một số người theo dõi được thôi, chứ còn không phải là tất cả mọi người. Con nghĩ rằng là bây giờ là trước hết đó là Phật tử nên học những cái văn phạm căn bản. Con biết rằng trong cái văn phạm của Bali thì các căn bản có tám cái cách, mà giờ nếu mình căn bản đó học qua rồi đó thì sau đó khi mà đọc từng bài kinh văn đó thì gặp đoạn văn nào nó thuộc về cái cách nào đó thì thầy siêu sẽ nhắc lại để mà học theo Phật tử. Khi đã có nắm được cái khái niệm căn bản về văn phạm xong rồi thì khi mà học thì nghĩa là từ vựng thì rất là nhiều, thành ra mình khi mà học cái văn phạm căn bản thì cũng có một số những câu thí dụ lấy từ trong kinh văn, và hoặc là những câu thí dụ mà thượng tọa giới cảnh có thể đặt một câu thí dụ riêng cũng được. Khi mà nắm những căn bản rồi thì sau đó khi mà thượng tọa tại siêu giảng kinh văn tới đâu nói rằng những cái câu này nó theo cái cách này cái cách nọ thì nhắc lại để tự nhớ, thì con nghĩ có thể như vậy thì sẽ giúp được nhiều hơn. Dạ, đó là ý kiến của con ạ. Xin cảm ơn cô Lan Diệu Nguyễn. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ theo cái cách học tiện tiến đi. Có nghĩa là chúng ta chỉ nắm bắt ý nghĩa của tám nguyên cách danh từ như nói đến chủ cách. Trong Bali tiếng chủ cách đó, có nghĩa là cái hình thức biến thể của một danh từ khi danh từ đó nó ở cái vào cái thế
thành chủ ngữ, hay là chủ từ thành trong một câu. Thì chủ từ trong một câu đó, được chia theo thuộc cách. Thứ hai là đối cách, là cái hình thức biến thể của danh từ. Khi danh từ đó nó ở cái vị trí làm túc từ cho động từ, thí dụ như trong câu nói Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật là chủ ngữ của câu cho nên chia theo chủ cách. Và chủ ngữ có cái thuật ngữ, thuật từ. Chủ từ có cái thuật từ là thuyết, Đức Phật thuyết. Thì Ngài thuyết cái gì? Ngài thuyết pháp. Thì pháp đó là túc từ của động từ, nó chia theo đó cách. Cái này nó cũng lại gặp khó chúng ta. Thí dụ như chúng tôi đưa một câu thí dụ Cô Thô Thâm Ăn Đi Xe Tí, Đức Phật thuyết pháp. Thì quý vị chỉ rằng là thì tiếng Bali đọc là Bút Thô, chỉ biết là Bút Thô, làm sao mình phân biệt được cái đó là chủ cách hay là đối cách. Chứ Thâm Ăn chỉ biết là Thâm Ăn, chứ làm sao biết chủ cách đối cách. Thì thưa quý vị, cái này chúng ta phải học. Nghĩa là chúng ta lấy ngữ nguyên trong tiếng Bali, chúng ta lấy ngữ nguyên, thí dụ chữ Bút Thát nó là cái từ nguyên sơ chưa có chia. Chừng nào chúng ta chia là Bố Thô Đức Phật, Bố Tha là chư Phật, cái đời chủ cách số ít số nhiều. Bố Thăng, Bố Thê là đó cách số ít số nhiều. Bố Thê Nam, Bố Thê Phí, Bố Thê Hít là sở những cách số ít số nhiều, vân vân. Thì chữ Bút Thát đó chúng ta chỉ học cái từ vựng là như vậy, chứ chúng ta không nên học từ vựng là chữ Bút Thô. Bởi vì nếu học Bút Thô thì mai mốt chúng ta gặp ở trong cái mạch văn mà có chữ Bút Thăng, Bút Thi Đá, thì lúc bây giờ chúng ta ngỡ ngàng không biết, cho nên chúng ta cứ học Bút Thát. Nhưng mà cái bản chia ngữ cách thì chúng ta phải biết là ô a ăn e ngã ở phía hí a giá à sa à năng vân vân. Thì cái đó là chia theo chủ, chia theo cái ngữ cách. Thì cũng như cái chữ Thâm Ăn là chữ Thâm Á, chia theo chủ cách. Thì ví dụ Thâm Mô Bố Thê Na Đề Xí Giải Tí là pháp được Đức Thế Tôn thuyết, chủ chữ pháp, chữ thâm chủ ngữ, cho nên là Thâm Mô. Nhưng mà nói Đức Phật thuyết pháp đó, thì pháp đó là chủ cách hay là đối cách từ của động từ, cho nên là Thâm Ăn. Thì khi mà chúng ta học căn bản như vậy đó, thì lúc bây giờ khi mà không tích động từ thì chúng ta mới xài được. Cho nên ở đây đó là chúng ta tùy, chúng ta học hết 8 cái ngữ cách rồi chúng ta mới bắt đầu học qua động từ. Động từ ngôi thứ nhất chỉ cho gì, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba chỉ cho ai. Động từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Động từ mệnh lệnh cách, khả năng cách, ý nghĩa như thế nào,
số ít số nhiều là bao nhiêu gọi là ít, mà bao nhiêu gọi là nhiều. Chỉ có một gọi là ít, mà từ hai trở đi thì gọi là nhiều, số nhiều. Thì như vậy chúng ta học cái đó căn bản vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta học về cái hình thức biến dạng, biến thể, biến dạng thì thứ gì mênh mông của tràng gian đại, để chúng ta học về lâu về dài. Thì lúc mà sư cô liễu pháp dạy đó, thì sư cô có sử dụng đến cái Pali hàm thụ của chúng tôi để mà làm cái văn phạm mà hướng dẫn dạy, nhưng mà không biết là có tồn tại được cho đến bây giờ hay không. Mà cô Lăng Giờ Nguyên thì nói rằng có theo học mà học, mà không biết bây giờ học đến đâu rồi, thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với cái phần văn phạm ngày hôm nay. Hôm nay là chúng ta học đến chỉ định cách. Chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị cách số 1 gọi là chủ cách, gọi là Pathama Vipatti, là hình thức biến thể danh từ khi nó làm chủ ngữ cho câu. Còn đối cách Dutiya Vipatti là hình thức biến thể của danh từ khi danh từ đó nó ở vào cái vị trí là tốt từ cho động từ. Cách thứ ba gọi là sở hữu cách, là hình thức biến thể của danh từ khi danh từ đó nó ở vào cái vị trí làm phương tiện cho động từ. Được làm bởi cái đó sẽ dùng cách. Còn khi chúng ta nói đến chỉ định cách đó, thì ở đây chỉ định cách là hình thức biến thể của danh từ. Danh từ đó khi mà nói lên cái mục đích hay là tốt từ biểu tượng tình cảm, cảm tính, hoặc nó là tốt từ gián tiếp của động từ, vân vân. Chúng tôi nói ba cái ý đó thôi. Thì ở đây nói lên mục đích, thí dụ như nói Ithagato si Kipathaya, bạn đến đây để làm gì? Đến ở trong cái rừng này để làm gì? Thì chúng ta nói là Pali Phasa Ugdhanathaya, chúng ta xài chỉ định cách là để học Pali, để học tiếng Pali. Thì khi mà chúng ta nói cái mục đích đó là chúng ta luôn luôn chúng ta xài chỉ định cách.
cái gì giới vậy đó. Rồi cái nghĩa thứ hai á, xài dễ nhân cách cho những động từ cảm tính trừu tượng. Cảm tính nó có hai, một là sợ, hai là thương. Hay vì chúng ta nói cách khác, ghét và thương. Chúng ta ghét ai đó thì người đó là xuất sức khắc, người đó là xuất sức khắc. Nhưng mà chúng ta thương ai đó thì người đó phải chia theo chỉ định cách. Cái sự kính trọng, cái đó chúng ta cũng phải xài dựng cách. Thí dụ như Nam Mô Bố Tha Giá, Bố Tha là Đức Phật, Bố Tha Giá là chỉ định cách. Bởi vì tại sao? Vì kính lễ Đức Phật. Nam Mô Bố Tha Giá kính lễ Đức Phật, cho nên Đức Phật cái chữ Bố Tha lúc bây giờ phải là chỉ định cách. Chúng ta xài cái tiếng cảm tính. Cho nên chỉ định cách đó, nhiều khi nó là tục từ, trực tiếp của những động từ có ý nghĩa cảm tính. Rồi cái nghĩa thứ ba đó, chỉ định cách, nó là tục từ gián tiếp hoặc là tục từ thứ hai của động từ. Thí dụ tục từ thứ hai là như thế này: tôi cho thức ăn đến người ăn xin. À ha, gia tật khát sát a hà rắn đa đà bi. Thì bây giờ cái vật để cho đó là thức ăn, và chia theo đó cách a hà rắn a hà rắn a hà rắn. Thì cái người mà đón nhận cái sự cho đó là người ăn xin, đón nhận cái của bố thí là người ăn xin. Vì vậy cho nên gia chắc cá và gia chắc cá thất, gia chắc cá sát, gia chắc cá sát, a gia sát thuộc về định chỉ định cách. Cho nên ở đây đó là tốt từ thứ hai của động từ. Tốt từ thứ hai của động từ, hay chúng ta nói là tốt từ gián tiếp chia theo chỉ định cách. Chúng ta xài cái ý nghĩa của chỉ định cách thì nó cũng không phải khó hiểu, không phải là khó hiểu không nhớ, mà khi nào mà chúng ta biết được cái ý nghĩa của động từ, chúng ta nhìn vào trong một câu thì chúng ta sẽ nhận diện ra. Nhưng mà thường thường chỉ định cách với sở thuộc cách thì cái biến thể nó giống nhau, nó có hình thức biến thể giống nhau. Xã nhưng mà cái mặt ta tùy, chúng ta tùy văn trong. Ở trường hợp này đó là chỉ định cách, hay là trường hợp này nó là sở thuộc cách, cái đó là dần dần chúng ta nhìn trong mặt văn chúng ta sẽ biết.
đó là xài chỉ ý nghĩa của chỉ định cách chánh tu thi quy pháp tiến cách thứ tư ở trong văn phạm Pali, cách thứ tư của danh từ trong văn phạm Pali. Ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái bài kinh văn hôm nay. Học văn phạm vậy là xong rồi đó. Về phần kinh văn hôm nay đó thì chúng ta sẽ học một đoạn ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Toán Xuất Gia Một Người Liên, cái này các bậc quan lành á, số tám. Ở trong bài kinh này thì nói cách tổng quát, lược thuật tổng quát nội dung của bài kinh này để quý vị có thể nắm bắt được, là Bà La Môn Ganaka Mokkalana đi đến Đức Phật và đã bạch với Đức Phật rằng là cái công việc gì, nghề nghiệp gì nó cũng có cái sự trình tự thứ nhất, làm trước làm sau, từ dễ lên đến khó, nó phải có một cái sự trình tự. Như vậy thì trong giáo pháp này, khi mà Ngài huấn luyện cho đệ tử, dạy dỗ cho đệ tử, thì Ngài có dạy dỗ theo thứ lớp trình tự hay không? Thì Đức Phật nói rằng có nhé. Giống như khi mà một người huấn luyện ngựa, trước nhất là họ dạy cho con ngựa làm quen với cái cảm giác, cái yên mắt lên lưng, tập cho quen, bị ngựa quen thì nó không có chịu khớp bỏ, nó không có chịu mắt yên, không có chịu đóng bóng. Nhưng mà người này trước kia phải tập cho nó là quen cái đó, rồi sau đó mới dạy những cái động tác khác, vân vân. Thì cái gì nó cũng phải có sự trình tự của mình. Một người mà vào trong xuất gia, trong giáo pháp này, trước hết Như Lai huấn luyện cho người đó giữ giới. Sau khi họ giữ giới tốt rồi đó, thì Ngài mới huấn luyện cho cái việc thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Sau khi thu thúc lục căn được, Ngài mới huấn luyện cho cái việc mà tiếp độ cho ẩm thực. Rồi khi mà họ biết tiếp độ cho ẩm thực rồi, thì Ngài mới huấn luyện cho cái việc mà sống tỉnh thức, cha gác. Khi họ sống tỉnh thức rồi thì Ngài huấn luyện cho cái việc mà họ ở cái nơi thanh vắng để mà chế ngự năm triền cái là tham dục sân hận, trào hối hung thủy và huệ nghi. Sau khi họ chế ngự được cái đó, họ bắt đầu đi đến một cái huấn luyện khác, tức là ly dục ly bất thiện pháp, chứng một trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Rồi Ngài sẽ huấn luyện cho thêm một bước nữa, tức là hướng tâm đến thiền quán minh sát, chánh niệm tỉnh giác, rồi họ đạt được cái kết quả là thánh hữu học hay thánh vô học. Đối với những vị thánh hữu học thì Ngài dạy để tiến tu thêm, còn đối với vị thánh vô học
thì Ngài dạy cho. Ngài Thánh Vô Học thì Ngài không cần phải dạy nữa, bởi vì các vị đó đã biết cái gì cần phải làm. Thì ở đây ông Bà La Môn Gánh Na Cá này cũng hỏi Đức Phật, cái giáo pháp và cái đường lối tu tập Ngài đã dạy như vậy đó, theo từng bước như vậy, mà trong số đệ tử của Ngài tất cả đều đạt đến, đều chứng đắc quả niết bàn hết, hay là có người đắc người không? Thì Đức Phật Ngài mới hỏi Bà La Môn đó rằng là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là một người rành đường đi đến thành Rajagaha. Nếu có người đi đến hỏi ngươi, ông hãy chỉ cho tôi con đường đi đến Rajagaha thành Vương Sát. Thì này Bà La Môn, ông chỉ có chỉ vẽ cho họ cái con đường đó rõ ràng như vậy không? Thưa Tôn giả Gotama, tôi là người rành con đường đi đến Rajagaha, tôi sẽ chỉ cho người đó con đường. Bạn hãy đi tới một đổi một thời gian, 2-3 ngày sẽ gặp cái ngôi làng như vậy. Khi gặp cái ngôi làng đó thì hãy đi theo cái con đường phía bên phải, đi tới nữa sẽ gặp một cái thị trấn như vậy, rồi đi tới nữa thì gặp một cái ngôi làng khác như vậy, và cho đến khi mà đi đến một cái thành phố lớn có đủ dinh thự vân vân, thì như vậy đó là ra cho cái hát. Thì ông ta mới trình bày với Đức Phật là ông ta sẽ hướng dẫn như vậy. Đức Phật còn hỏi rằng là lại có người đi đến hỏi ông về cái con đường, ông chỉ con đường đó, nhưng mà họ không theo cái con đường đó mà họ đi trái ngược lại, ông chỉ đi về hướng đông mà họ đi vào con đường hướng tây, như vậy thì họ không có đến được Rajagaha. Thì lúc bây giờ ông sẽ nghĩ sao? Thì nói thưa sư Tôn giả Gotama, con làm được gì khi con chỉ là người chỉ đường thôi, còn cái chuyện đi đúng hay là đi sai là do nơi họ. Đức Phật đó cũng bị khi mà Ngài là người chỉ đường, Ngài chỉ là người chỉ đường thôi, đạo lộ Niết Bàn, Ngài chỉ đường đi đến Niết Bàn, nhưng mà có người chứng, có người không chứng được, thì cái đó ta biết phải làm gì được, trong khi ta chỉ là người chỉ đường. Thì cái đoạn kinh chót đó là, thì bây giờ cái đoạn kinh này nè, Eva mê quá khô Brahmana, cũng vị này Bà La Môn, chữ cũng vị ở đây tức là vì rằng ông Bà La Môn sau khi Đức Phật Ngài nêu lên một cái thí dụ, ông ta sẽ trả lời, ông ta nói rằng ông ta chỉ đường cho người ta đi đến thành Rajagaha, nhưng mà chỉ xong rồi thì có một số người họ đi đúng đường thì họ sẽ đến thành Rajagaha, còn có người họ không nghe lời và họ đi sai thì họ đi về hướng khác thì họ sẽ không đến được thành Rajagaha. Đức Phật là nói cũng vậy. Này Bà La Môn, Thích Thất Tề Quá Niết Bàn Năng, ở đây chúng ta phải hiểu chữ Thích Thất Tề Quá, bỏ chữ E Quá ra bên thành chữ Thích Thất Tí, động từ Thích Thất Tí. Đúng ra chữ Thích Thất Tí này đó, cái nghĩa mà chúng ta học thường thức, học thông thường đó, thì Thích Thất Tí có nghĩa là đứng, đi đứng nằm ngồi đó, có nghĩa là đứng. Nhưng mà trong một nghĩa đặc biệt, chữ Thích Thất Tí này có nghĩa là sự hiện hữu,
hay là sự có mặt, có mặt hay hiện hữu? Tiếp theo tùy quá biết ba năng. Khi mà niết bàn có mặt, tiếp theo tí niết bàn á gà mi mặc vô, chữ niết bàn á gà mi tức là dẫn đến, dẫn đến niết bàn. Con đường dẫn đến niết bàn có mặt. Thì tha mà hăng samadhi đề tà đề tà samadhi đề tà thì tha mà hăng tức là thì tha mi à hăng samadhi đề tu chia thành đủ cách gọi samadhi đề tà. Ta là người khuyến khích cũng có mặt, khuyến khích cho đi, khuyến khích thì chỉ dạy cho đi. Anh thật chán, bên anh, anh thật chán bên anh, nhưng mà mát sao ca các đệ tử của ta ô quạt đi cho mana là khi được giáo giới, khi được giáo huấn y quan như vậy mà ra bởi ta, hay chúng ta dịch xuống là khi được ta giáo huấn như vậy y quan anusa si cho mana được chỉ dạy như vậy. Apekhe tức là có một ít người, một ít người đã chân tăng nít thăng nít ba năng a arathanti. Arathanti có nghĩa là thành tựu hay là chứng đắc. Có một số người chứng đắc được cứu cánh đến điểm niết bàn. Chứng đạt mục đích cứu cánh niết bàn. Ê cái chê Narathanti, Narathanti là chữ Na và chữ Arathanti. Một số thì không chứng đạt, không chứng được. Câu này anh thân chấp bát đá mà mát sao một cam mà gia e quang ô và đi gia ba na e quang anusa si gia ba na a bê cái chế a chân tăng đi thăng đi ba nắng a ra thiền thi e cái chế đa ra thiền thi. Như các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu, mục đích cứu cánh niết bàn, còn một số thì không chứng được. Ết á, cái gia hăng, ết thắc gia hăng, Brahmana karomi. Câu này là câu hỏi, nhưng mà ở đây có cái chữ gia hăng đó. Thì ở đây gia hăng các vị chú ý gia hăng, gia hăng ấy là chữ kinh,
Tin là chữ A Hằng. Karumi. Etha kinh aham pramana karumi. Quý vị thấy chữ kinh aham thì thành chữ gia hằng. Lý do tại sao? Khi mà chữ mát, cái chữ ăn đó, kinh, chữ ăn mà, ở phía sau chữ in, chữ ý, nó gặp chữ a hăng, gặp nguyên âm thì nó bỏ đi, xóa đi, thành chữ ký mà hăng. Thì nó xài cái chữ ký. A hằng. Mà chữ ký A hằng thì y ngắn nó đỡ thành y dài để dễ đọc. Thưa quý vị chú ý, kinh hằng thể thành ký a hằng. Gia hằng. Cái a hằng, ký a hằng, gia hằng. Nó đi qua ba cái đoạn, ba cái đoạn gì? Sanh thi đấy, sanh thi cái gì? Chữ y cắn ai đổi thành chữ gì? Thí dụ như cái chùa Viên Giác hay là cái chùa thì là Giác hay là Bồ Thí, chữ Arama thành Bồ Thí Arama. Bodhiyarama hoặc là như là Charan Ramsi gọi là Thamma Ramsi Arama chùa Pháp Quang, thì như vậy gọi là Thamma Ramsiyarama. Bởi vậy ngắn cũng đó thì nó dạy. Ở đây này Bà La Môn, ta làm được gì hay là ta làm gì được? Etha ở đây kinh là gì? Cái này nghi vấn đầy danh từ. A hằng karumi, ta làm, ta làm gì được? Này Bà La Môn, mặt gắt khai di hăng, cái chữ cuối này chúng ta cũng phải hiểu. Mặt gắt khai di hăng á, chúng ta phải tách ra mặt khai, mặt gắt khai di hăng, mặt gắt khai di hăng. Brahmana tathagato ti
chữ mắt gác là con đường, mã kha di tức là chỉ dẫn, người chỉ dẫn. Cho nên là mắt gác kha di tức là người chỉ đường. Còn chữ a hăng là tha của tôn, ta là đứng Như Lai, người chỉ đường thôi. Để thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ là ở đây một điều, cái con đường giác ngộ, con đường giải thoát Niết Bàn là một sự thật chấm dứt sự khổ đau. Con đường dẫn đến Niết Bàn mà Như Lai đã giác ngộ thật sự. Thế nhưng Ngài thuyết pháp, Ngài hướng dẫn, Ngài khuyến khích, rồi tùy theo căn duyên của chúng sanh, họ tu tập được và tu tập đúng theo con đường đó thì họ sẽ đạt đến Niết Bàn. Còn nếu như họ không chịu nghe, không chịu thực hành, không chịu đi theo con đường đó thì làm sao đi? Bởi vậy chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là người thuyết giảng Akhataro Tathagata Tâm Hề Hí Cái Chăng A Tà Văn Pháp Quân Kinh Đức Phật Dạy. Nhưng Như Lai chỉ là người chỉ đường, còn cái sự nỗ lực là do chính các ngươi, là phần sự của các ngươi, là phải do nỗ lực đi. Tại không có cứu rỗi hết. Nếu mà nói rằng tất cả là do Đức Phật thì cứu rỗi, hỏi vậy chứ tại sao những vị như Đề Bà Đánh Đa ngộ nghịch với Đức Phật, rồi làm tăng Phật chảy máu chia rẽ tăng, mà chung phải bị sanh sinh địa ngục ba tỳ, tại sao lúc đó ngạn cứu rỗi? Không lẽ do Đề Bà Đánh Đa làm thương tích Đức Phật và Đức Phật Ngài bỏ, Ngài không có cứu, không có cứu rỗi hay sao? Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật không từng nói rằng Ngài là người cứu rỗi chúng sanh. Ngài không từng là người cứu rỗi chúng sanh, mà Ngài chỉ là người chỉ đường. Còn cái chuyện mà đi để đạt đến mục đích hay là đi sai mục đích, hoặc là không đi đến mục đích, cái chuyện đó là chuyện của chúng sanh. Chúng ta phải hiểu gì? Cho nên cái đoạn kinh này khi chúng ta đọc qua đó, thì ngữ nghĩa Pali thì dịch là như vậy, vì ngữ Pali chúng ta dịch là như vậy, nhưng mà vì nghĩa là chúng ta phải hiểu chỗ đó. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Đức Phật là đến giác ngộ, Ngài thuyết pháp để đưa đến sự giác ngộ. Buddho so phakkhava bodhaya thammang desati. Ngài thuyết pháp để đưa đến giác ngộ. Như vậy có nghĩa là Ngài chỉ đường, con đường đưa đến Niết Bàn. Còn cái sự thực hành hay không là do chúng sanh gì, chứ Ngài không có cứu rỗi ai hết. Đó là ý nghĩa của cái bài thêm mà chúng ta học. Bây giờ thì chúng tôi cũng bị đau họng rồi, cho nên chúng tôi xin kết thúc ở đây, và phần thời gian còn lại xin cùng thỉnh thượng đội giáo đảng điều họp.
với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy. Thánh Thế Lập Tổ Sư đi nghỉ, Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ. Dạ, trả lời cho câu đầu tiên. Và ngày bài học ngày hôm nay cũng rất là thú vị để có sinh nguyên thông. Sinh nguyên thông của một nhà giáo. Mình trước khi hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền một câu đó là đôi khi chúng ta thấy rất nhiều Phật tử cầu nguyện mong mỏi ở Đức Phật, và thậm chí bây giờ đó có nhiều vị sư Tây Tạng cũng có giảng dạy rằng các vị đó có thể chịu gánh bớt đi cái nghiệp của những người đàn tính. Nhưng mà riêng đối với Thượng Tọa Tuệ Quyền thì tôi nghĩ rằng ở trong cái vai trò của Đức Phật mà Ngài nói rằng Ngài là chỉ là bậc đạo sư, Ngài chỉ là người chỉ đường, thì phải chăng Phật Pháp này là một cái con đường, một cái hệ thống giáo dục hơn là một hệ thống tín ngưỡng? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Quyền. Nam mô Bụt Thầy, và Nam mô Tham Ma, và Nam mô Sơn Khai, và thưa là chúng nghe rõ và cảm ơn. Chúng con có lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng ta lễ đến Sư Phụ Thị Siêu và Giác Đảng Tổng Thầy. Đến từ tri sư nguyên thông cuộc chi tăng đang hiện diện, thân chào thân quý thân nữ cuộc chi Phật tử. Và quả thật như vậy thì nếu chúng ta nói một cách đúng đắn, dễ nghĩa nhất thì những lời dạy của Đức Phật, trên từ thời giáo lý của Đức Phật, là Ngài muốn chúng ta thông hiểu và đi theo dấu chân của Ngài, xung quanh những lời giảng dạy của Ngài và sự thực hành của Ngài. Chứ không phải là Ngài muốn hướng dẫn chúng ta vào một cái con đường để tín ngưỡng với tôn thờ Ngài. Tôi thường ví dụ như là Ngài muốn chúng ta đi theo dấu chân của Ngài, chứ không có phải Apipano và đón chào Ngài, tôn thờ Ngài. Thì cái sự cúng dường đến Đức Phật một cách cao cả nhất, đó chính là thực hành theo lời dạy của chính Ngài. Đó là sự cúng dường cao thượng hơn là những sự cúng dường khác. Thì ý nghĩa đó nó cũng đã nói lên một cái giá trị, giá trị giáo dục, một cái giá trị lý tính rất là lớn, chứ không phải chỉ là thuyết giảng và để khơi dậy niềm tin cho người ta, rồi người ta mang tính đến, người ta cầu, người ta nguyện, người ta ước, người ta mong. Cái điều đó thì nó không có trong cái thiên hướng của chính Ngài. Bởi vì những cái điều đó nó thuộc về cái dục giới, nó thuộc về cái trầm tư, nó thuộc về cái sanh tử, nó thuộc về cái khổ đau của cuộc đời, vẫn tiếp tục thuộc về khổ đau. Còn một cái của chính Ngài muốn chuyển ngay là thay ngộ đi khổ đắc lạc, thì chúng ta phải vượt qua cái giá trị tín ngưỡng, cái giá trị mà thờ phượng, cái giá trị mà cầu nguyện, vân vân. Thì đó chính là chắc chắn như vậy. Và nếu chúng ta là một người hiểu biết về nhân quả đó, thì chúng ta làm việc lành thì kết quả lành, làm việc ác kết quả ác. Và sabbe sattā kammasaka, tức là tất cả chúng sinh đều có một cái nghiệp riêng, không ai cũng ai cướp phước của ai được. Chúng ta không thể nào mà cướp giật cái phước, và chúng ta cũng không thể nào chia cái tội cho người. Cái đó là thật. Chúng ta nói như vậy thì như các vị sư Tây Tạng cũng như chia sẻ một cái nghiệp lực của chính họ bằng một cách tu của mình, hay một cách nguyện của mình, thì cái đó là nói thật thật thì nó không có trong tinh thần vô lý. Mà cái đó nó đánh động cái chiêu dụ, cái niềm tin, cái sự lễ bái cúng dường của người thôi. Chúng ta chỉ nói như vậy thôi, đó là cái giá trị sự thật đó. Cái phần này không có giải cái nào mà chúng bảo chúng ta phải chia sẻ một cái nặng cho chúng sinh khác cả. Và mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng, mỗi chúng sinh có một cái phước riêng, cũng cái tội riêng, họ
không ai mà có thể mà chia sẻ được cái khôn cho người, cái hay cho người và cái trí tuệ cho người. Sẽ không ai hại cho người ta, vì hại cho người ta thu dốt thì chúng ta nói như vậy là chúng ta không hại được, không ai cướp giật được. Nó thuộc về cái phước và cái nghiệp. Thì nếu như mà nếu là phước báo thì không ai có thể cướp giật được. Cũng như là nếu là một cái tội rồi thì có bay một lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, chứ dù không thẩm ăn sâu, không nơi nào thoát khỏi sầu đại nhiên. Cho nên chúng ta không có định hình định tội, không có một tòa án nào công bằng và đúng đắn nhất, đó chính là tòa án nghiệp báo. Chúng ta thấy người ta tội nghiệp thê thảm như vậy, nên cũng vừa với cái hành động ác của chính họ trong tư trong quá khứ. Nhưng dĩ nhiên chúng ta đừng có nói cái đó, mà khi gặp những tình huống ví dụ như người ta đang bị những cái nạn tai hết sức là đau đớn, rồi chúng ta mới đem cái nghiệp ra, chúng ta nói cái này là do họ trước kia tiền thân họ cũng tạo cái nghiệp ác đó, bây giờ họ phải bị lãnh cái quả như vậy, thì tự chúng ta chẳng những họ không có tin nghiệp quả mà tự nhiên chúng họ chửi chúng ta đó. Đúng là cái đó gọi là nói không đúng chỗ, nó lỗ mười thang. Cho nên vì vậy là chúng ta hiểu như vậy và biết như vậy, thì nói chung con đường của Phật đạo là con đường giáo dục chuyển hóa nhân cách của con người, cách sống của con người, cách nói của con người, cách suy nghĩ của con người cách đúng đắn, hơn là một hệ thống tín ngưỡng mang tính thờ phượng, van vái và cầu xin. Đó là giá trị thật như vậy. Cái đó là chúng ta thiếu cái phước báo, chúng ta thiếu một cái tâm tư nó vững chắc, cho nên chúng ta có một cái quan tính tức là nghiêng về cái niềm tin, cái tín ngưỡng để cầu nguyện, để văn phái, vân vân. Chứ còn những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy nó mang tính giáo dục, nó mang tính cao thượng, giáo dục nó mang cao cấp và mang tính cao thượng, vượt ngoài những cái sự chuẩn đạt của cuộc đời. Chẳng hạn như bây giờ người ta cho rằng là con người đạt đến cái này là được như thế này, được như thế kia, thì tất cả những điều kiện đó đến Đức Phật này thì chỉ dạy chúng ta một cái đời sống nó thanh lương, một cái đời sống vô quý cho mình và một đời sống vô quý cho người, một đời sống lợi ích cho tha nhân, mà chúng ta không phải làm đau khổ cho những chúng sinh khác, không phải bằng một cái binh đao khí lửa để mà ép buộc, cũng không phải bằng một sự chiêu dụ, bằng một cách tức là kích tướng hay là tâm lý để mà người ta đi theo. Và đây là chân lý, đây là phương thuốc diệu dược. Ai có bệnh hãy tới uống, rồi uống thuốc đi thì mới hết bệnh. Chứ còn không có tiếp thị, không có market, không có affix pano showroom gì cả, không trưng bày gì hết. Và đó. Đến thì mà thấy Ehipasiko, đến để mà thấy, đến để mà chứng nghiệm, đến để mà thực nghiệm, để mà tu tập. Đó là nói như vậy có nghĩa là tính lý giáo dục, tính lý gửi tới cho mọi người bằng cách tự thân, bằng cách tự giác rất là cao cả và rất là lớn lao. Và kính nhà thượng tọa, chính đây là một cái lời chính con. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cùng thượng tọa là một thầy nhá. Sa chú kính trình chế quyền, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Minh Thông đang có mặt trước máy, xin sư Quang Hiển cho biết. Sư Minh Thông, đây là một lĩnh vực mà chuyên môn của sư đó. Khi mà chúng ta nói đến giáo dục thì chúng ta có thể vẽ được một dòng ranh là ở mức độ nào mà sự thành công trong việc đào tạo nó thuộc về trách nhiệm của vị thầy, và ở cái mức độ nào là nó thuộc về học trò. Ví dụ như là mình nói rằng
học trò mà học dở có phải là hoàn toàn là do vị thầy không? Hay là hoàn toàn do người học trò không? Và có trường hợp nào mà chúng ta nói rằng ông thầy dạy thì giỏi thật nhưng mà học trò tệ quá cũng không dạy được, hay học trò giỏi đó mà ông thầy dạy gì tệ quá cũng không được, chúng ta có vẽ được một lần đó và cái lần tranh đó có thể có chúng ta sẽ nghĩ là nó được xác định như thế nào không? Kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, con xin tuân lĩnh sư phụ thảo luận câu sáu luận câu hai. Trong sự đào tạo của một người học trò thì ở mức độ nào là mức độ mà người thầy có thể làm được? Kính thưa sư phụ, ở đây thì nói rõ ràng là người làm được là người học, người thầy giáo đó giảng giải cái bài học đó, giảng giải cặn kẽ cái mục đích của bài học và làm thế nào để thực hiện cái bài học đó, làm thế nào để cho mình biết nhớ cái bài học đó, thì người thầy giáo chỉ làm mấu việc đó thôi. Cũng như Đức Phật, Ngài nói là ta tha ga ta, chỉ là người chỉ đường mà thôi. Là vì trên thế gian này không có một cái vị nào gọi là toàn năng, bởi vì toàn năng là nói xạo. Tại sao? Vì cái người đó ngu dốt trong quá khứ, giờ kiếp này nó ngu dốt, nó không làm bậy làm bạ thì nó mang quả. Thì cái đó là cái nghiệp của nó đã tạo, thì người nào mà xóa được cái nghiệp cái đó là cái chuyện phi lý. Cho nên trên thế gian này chẳng có người nào gọi là cái người mà toàn năng hết. Cái người giáo chủ nào nói là ta là kẻ toàn năng là người đó người nói xạo. Chỉ có Đức Phật và sư phụ, sư bá Tuệ Siêu vừa rồi giảng cái bài kinh mà con nghe con rất là tán thán, cũng như là sư phụ Tuệ Quyền cũng giảng bài kinh là rất tán thán. Là cái điều cái người thầy đó thì giảng giải cặn kẽ, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, và muốn hết khổ thì bỏ đi cái nhân sanh khổ. Chỉ có như thế thôi. Và tất cả những giáo xứ, tất cả những sách vở cũng như những bài giảng của Đức Phật thì Ngài nói là ta chỉ là người chỉ đường thôi. Là vì Ngài đã nói rằng thế gian này là khổ và Ngài chỉ tại sao là khổ. Khổ là cái nút khá đó, là mà cái nguyên nhân cái khổ đó là cái tham ái, là cái tanh ha đó. Và muốn hết khổ là phải bỏ đi cái tanh ha đó. Và làm sao để hết khổ là bát thánh đạo. Thì đó là cái con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Và trong cái sự giáo dục cũng vậy. Ông thầy không thể nào làm cho trò. Ông thầy mà làm cho trò để cho trò mà thi đậu đó, thì trên thế gian này cái đó gọi là cái gian xảo. Không có vấn đề mà mình thi cho người ta đậu. Dầu cho manh mối thế nào đấy, thì dầu cho cái người học trò nó có được bằng cấp, nhưng mà cái bằng bác sĩ đó để cho khiến cho người kia nó đã giết người, thì cái điều đó là cái điều phi lý. Chúng ta học ở đây là chúng ta học cái giáo pháp, để chúng ta phải thấy rõ cái điểm đó. Và nếu mình học mà để mong cho vị thầy mà làm cho mình thế là làm cho mình thông minh, làm cho mình giàu có, các chuyện đó không có. Mình phải học, mình phải bỏ công ra, mình phải tư duy để mình có, phải có cái đầu, phải có cái tài năng, cái khả năng đó nằm trong cái tâm của con người mình, rồi mình phải áp dụng đúng đắn và cẩn thận, chứ không phải là mình biết như vậy rồi mình làm bậy làm bạ, làm không có đúng cái phương pháp thì nó cũng không có cái kết quả tốt. Vì vậy cho nên người thầy giảng dạy cho người học trò cặn kẽ những điều mà người học trò phải làm, và người học trò phải thực hành đúng như người thầy đã giảng dạy, thì người học trò lúc đó phải nói rằng người đó đã possede được, đã sở đắc được những điều mà ông thầy muốn cho người đó biết. Và người đó khi mà hành sự thì phải hành một cách đàng hoàng đúng đắn thì mới có thể đạt được cái kết quả mà người đó làm. Vì vậy con rất là tán thán sư bá Tệ Siêu và sư phụ Tệ Nguyên hồi nãy vừa nói ra những câu rất ư là chính đáng như là Đức Phật đã giảng dạy. Vì vậy cho nên là kính thưa sư phụ, cái nhiệm vụ của người thầy chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Người thầy chỉ giảng dạy đây là khổ. Tại sao khổ? Là tất cả vạn vật trên thế gian là vô thường. Bởi vì khổ là tại vì do tham ái của chúng ta. Và tham ái của chúng ta là cho chúng ta cũng là bắt buộc phải khổ. Vì vậy cho nên con đường thoát khổ là bát thánh đạo. Con đường thoát khổ là bỏ đi cái tham ái. Và làm sao bỏ đi tham ái phải có chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và đó là con đường đi đến mục đích.
mà Thế Tôn đã dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai để sư phụ, để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và con xin chân thành tri ân chưa bị đã lắm cái tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ, xin trình sư Minh Thông. Thưa quý vị, đọc kinh văn mà chúng tôi thích hôm nay có lẽ là đối với phần đông quý Phật tử ở trong lớp học này thì quý vị nghe rất là quen thuộc. Và khi nghe quen thuộc rồi thì nhiều khi chúng ta dễ dàng chấp nhận mà chúng ta không có để ý nhiều. Đó là một đoạn kinh rất là quan trọng ở trong Phật Pháp. Sự quan trọng ở đây là minh định rõ cái vai trò của Phật và minh định rõ giáo pháp là gì. Đối với các tôn giáo, các hệ thống tín ngưỡng thì người ta luôn luôn nhấn mạnh đến là hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở, hãy tin thì sẽ được cứu chuộc. Mà trong Phật giáo thì cũng có một vài cái tông phái tin. Nếu chúng ta có đủ cái sự tin sâu thì chúng ta sẽ được vãng sanh, sẽ được Phật rước. Nhưng mà với Phật Pháp đó, thì niềm tin vẫn chưa đủ. Và một người tu tập đó thì niềm tin chỉ là một ở trong những cái căn bản phải có, tức là phải biết tin, rồi phải có tinh tấn, rồi phải có định, có tuệ, tinh tấn niềm định tuệ, trí tuệ không đủ. Hay nói một cách khác là có một niềm tin ở bậc đạo sư rồi, nhưng mà rồi cần đến gần, mở lòng ra để lắng nghe và đem áp dụng. Thì thưa quý vị, khi mà điều này được nói lên thì đạo Phật không thể quan niệm được một hệ thống tín ngưỡng. Tại sao vậy? Tại vì trong hệ thống tín ngưỡng đó chỉ cần tin, và tin tuyệt đối là đủ. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì có những phần Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, Ngài chỉ chúng ta, nhưng mà có những phần chúng ta phải nỗ lực. Cách đến Như Lai chỉ là đạo sinh. Đó là điều mà Đức Phật Ngài nhắc tất cả chúng ta. Cũng như trong rất nhiều trường hợp Ngài kêu gọi chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, kia là cội cây, đây là ngôi nhà trống, các con hãy tinh tấn nỗ lực chứ có hối hận về sau. Thì những điều này xác lập rất rõ những gì mà Đức Phật Ngài gọi là vai trò của Ngài, cái công việc mà Ngài làm và cái gì mà chúng ta làm. Về điều này, thưa quý vị, tương tự như trong đời sống hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ thương con, lo cho con, hy sinh cho con. Nhưng mà nếu có người con nào đó mà nghĩ rằng tất cả là được cha mẹ tạo dựng cho mình, thì thưa quý vị, người con đó chẳng những nhận thức sai mà còn đánh hỏng đi cái gì mà cha mẹ để lại cho mình. Tại vì sao vậy? Không thể nào cha mẹ khôn giùm chúng ta, không thể nào cha mẹ lột da sống đời lo hoài chúng ta, không thể nào cha mẹ khiến cho chúng ta trở thành một người gọi là thành nhân thành thiện mà chúng ta không có nỗ lực. Những người con nào tốt đó, thì thứ gì
học từ cha mẹ, hấp thụ từ cha mẹ, thậm chí thừa kế tài sản từ cha mẹ. Nhưng bản thân của mình thì cũng phát bậc để tận dụng những gì cha mẹ để lại, để học những gì cha mẹ dạy, và cũng phải tự mình có cái thành tựu. Rất tiếc là đôi khi chúng ta thường nghe cái tranh luận về tự độ, về tự lực và tha lực, và người ta bàn về tha lực như một gì tuyệt đối. Một con người quỳ trước một pho tượng và mong rằng ân trên sự thiêng liêng cho mình cái này cho cái kia, như một lời xin xỏ của đứa con nghĩ rằng cha mẹ cho mình tất cả. Nhưng mà hình ảnh thực tế của cuộc sống không dạy chúng ta như vậy đâu. Hình ảnh thực tế của cuộc sống đó, tức là có tha lực nhưng mà cũng có tự lực. Và cái tự lực rất quan trọng. Chúng ta không thể tự mình giác ngộ thì Đức Phật là bậc khai thị. Ngài khai thị là ngài chỉ đường. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình vào trong chùa mình ngồi đó hay là ngồi trước mặt Đức Phật rồi không làm gì hết, không tu tập gì hết, mà Đức Phật sẽ khai thị, sẽ mở mắt cho chúng ta để chúng ta giác ngộ, chuyện đó không có. Vì vậy cái đoạn kinh này đó, mặc dù chỉ là một đoạn kinh rất ngắn, nhưng mà trong đó Đức Phật Ngài, bản thân của Ngài là một bậc đạo sư, và chư Phật cũng là một bậc đạo sư. Chư Phật, các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư, các con phải nỗ lực. Nếu mà chúng ta đi học mà chúng ta nói rằng ồ, nếu mà tôi học giỏi cũng do vị thầy, mà không giỏi cũng do vị thầy, và chúng ta không nhận ra cái gì là cái trách nhiệm của bản thân, cái gì là cái cần thiết để chúng ta cố gắng. Chúng ta đâu có thấy học trò nào mà không cố gắng mà giao hết ông thầy mà học giỏi, nó không có đâu. Thì thứ gì ở đây cũng tương tự như vậy. Vừa là một câu để nói rõ là cái vai trò vị trí của Đức Phật, để nói rõ giáo pháp, và cũng là một câu để nhắc nhở tất cả chúng ta. Đức Phật để lại cho chúng ta một gia tài, giống như cha mẹ để cho chúng ta một cái mảnh đất. Nhưng rồi chúng ta có trồng trọt, có canh tác, có khai dụng được miếng đất đó một cách lợi lạc cho mình và cho những người thừa thì bé kế hay không, thì ở trong đó có cái trách nhiệm, có cái sự cố gắng của chúng ta nữa. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình. Cảm ơn thầy nhé. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mang lại an lạc trong đời sống và hướng đến đầu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, số nhân viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chương đó. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Thanh. Dạ, con kính tri ân với ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình.